Hôm nay Nguyên với chồng Nguyên ăn mì nè cả nhà ơi. Mình có hai mua được hai cái hộp mì. Cái loại này là mì bò, còn cái loại này là mì gà. Mình sẽ nấu mì á. Chỗ này là mình chưa ăn, cho nên mình mua về mình ăn thử cả nhà. Mì hộp. Mình sẽ gỡ ra mấy cái loại bột nêm á, mình sẽ để ra ngoài. Còn cái này á, mình sẽ trụng cái nước mì này cho nó mềm á cả nhà. Rồi mình sẽ đem đi đổ cái nước này ra, giống như rửa vậy. Tại có nhiều bạn á, chỉ mình á, ăn mì á, đừng có nên ăn cái ăn mì á, là phải rửa như vậy á, cho nó an toàn á cả nhà. Mình thì sẽ ăn mì bò, còn anh chồng của mình thì ăn mì gà, nhưng mà mình cũng đổi thịt bò vô thêm cả nhà ơi. Hãy để cho nó mềm. Wow, một gói nó có hai giắc á trời, một gói nó có hai giắc mì luôn. Chưa comment hả? Y bao hay dù lén chuyện thôi. Ngon. Cái này mau mềm lắm cả nhà. Rồi mình chắc cái nước này ra mình bỏ nha. Mau mềm quá. Mình sợ là ăn không đủ đó, ai già ăn ăn được, ăn đủ nè. Bây giờ mình chắc cái nước mì này ra mình bỏ nha cả nhà. Còn cái phần nước nước này á thì mình có thịt bò nè cả nhà. Mình để vô. Chồng mình á thì không ăn được thịt bò tái cả nhà ơi. Cho nên mình nấu cái nồi nước như vậy là cái hồi mình để cái nước này vô mì. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước sốt này vô nha cả nhà. Nước sốt này mình nghĩ là cái nước sốt bò nè. Nói mì bò không biết có bò trống không. Cả nhà cũng biết là nó mì gói mà. Giống như mì tôm Việt Nam mình á. Nấu mì tôm mà có tôm đâu. Đúng là không có bò luôn á. Còn đây là cái phần của chồng mình á. Cái gói dầu gà cha nội ơi, chứ có gà đâu. Thấy hộp mì nguyên cái đùi luôn. Tưởng đâu là làm gì làm cũng có một hai miếng gà khô ha, ai gì không có cả nhà ơi. Xong rồi mình lấy cái nước mì hồi nãy mình nấu á, mình chế vô, mình sẽ để bò vô. Xong nè anh ơi, nã nè. Sổ đèo cái gì xưa. Chồng mình có luộc hai cái trứng gà cả nhà, thơm quá. Ăn thôi cả nhà ơi. Chơi cơ sushi, chơi cơ sushi níu, xưa chơi cơ, quầy rau níu, chơi cơ phân tôi cho bị cho hậu xưa. Mời cả nhà ăn chung hai vợ chồng mình nghe, ăn mì mì gói, mì hộp. Để hành vô nhiều mới ngon. Lột cái này ra đi. Đồ đi ăn. Đẹp không? Ăn mà còn đẹp nữa ha. Wow, thơm quá. Lau sang lại nó cơ phần nó cơ đeo hãm nhiều yên tao này sơn. Tới hành nhiều ăn mới ngon mới thơm. Vâng. Học sinh chưa cơ bị cha hai hào xưa rồi chưa cơ.
Để hành nhiều ngon cả nhà ơi, thơm. Anh chồng mình có ớt nè. Ông ăn gì ông cũng để ớt chân cha nội ơi. Mì bò của chồng mình là mì gà. Mời cả nhà ăn chung hai chồng mình nha. Hồi xưa mà ra mình sẽ ở dưới núi đô mà. Cái cơ hậu xưa họ sẽ nấu nấu đô phần cho nó. Cả nhà ơi, mua cái loại này nè, ăn giống như là bột bột kho vậy đó, ngon lắm luôn. Để ngược nữa. Cái loại này là cả nhà ngon lắm. Hào xưa. Cho cơm bu hào hơi coi cho cơm. Hào xem nhiễu rô phần. Thơm lắm luôn cả nhà. Cái mùi giống như là phở bò. Cái loại này ngon hơn cái loại kia cả nhà ơi. Nóng. Mì là mì của Trung Quốc ha cả nhà. Bán trong siêu thị á, cái loại bò ngon hơn. Còn cái loại này á là cái loại gà hầm. Gà hầm mà cả nhà ơi. Cái mùi vị nó cũng bình thường hả. Cái loại của chồng của mình là chồng gà, loại gà hầm. Ngon. Nam thêm thảo thêm thật to trùng xưa. Hồi bữa bán nhiều loại lắm. Tại vì mình thấy hai cái loại này nhìn ngon nè, cho nên mua. Ta tự ra mày vô tê cơ tổ hay tê ăn ở lại xưa. Mình ăn thấy cái loại này ngon nha, giống như là cái nước súp của nó giống như là ăn bò kho vậy á. Bò kho hả? Phở bò Malaysia đó cả nhà. Ăn cũng thịt cái mùi vị luôn. Không biết ai ăn mì giống mình ha. Mình ăn mì ha là để hành nhiều lắm. Để hành dưới đây để chanh. Nãy đi cơ bị cho hào chưa? Bùa ở trên này. Cái biển này tôi không bao giờ. Chưa hào xem thả bao nó trùng thăng xuống lại bây giờ. Nó che nó cơ nỉu rô nó. Trời ơi nó cơ thăng cào cào lại. Nó ngon xuất sắc không? Mình cực kỳ thích ăn mì gói. Mình là mì lúc trước mình nấu mì gói ưa để nấm hương vô. Trời ơi nó ngon ha. Thích ăn mì gói lắm mà sợ mập. Cái cay dãnh giò luôn. Ớt sa tế nè. Mà ổng ăn được hay ghê luôn. Ý đỉnh như bạn. Hồi xưa nó không phải như bạn. Mì này có rất là nhiều loại nha. Mua hai loại này giờ ăn được ngon. Hôm nay
chồng mình đi làm trở lại cả nhà. Nhưng mà đi chỉ đi làm thôi chứ chưa về quê được. Mình á thì chồng mình có việc nhiều á, mình đi theo chồng mình phụ. Mình đổi chồng mình ăn thử đi. Cái này để hành nhiều ngon à. Ý đổi đũa ông ăn muối hết luôn rồi chưa. Cái này ăn có mùi thuốc bắc làm sao á. Mà mình giữ cái đó vô được quá. Rồi. Cái này hả, hình như là ăn không ngon. Nó có mùi thuốc bắc cả nhà, không hợp với khẩu vị của người Việt mà. Để mình quay cho cả nhà. Chồng mình cũng nói là cái loại này không ngon. Cái nước mì á, cái loại này á, cái nước mì của nó giống như là mình hầm nước hầm gà. Mình hầm nước hầm gà đó nha. Chứ không có gì đặc biệt. Với lại cái mình để mì vô mình nấu ăn. Cái đó mới ngon. Cái đó là y hệt như cái mùi vị phở bò luôn á. Cái này mà để phở vô cộng phở ăn là trời ơi đúng chuẩn là phở bò luôn. Tại vì mình ăn cái loại bò đó ăn xong rồi cái ăn lại cái này á, cái này nó hơi nó cảm thấy nó lạc. Cái nào? Mình chỉ đi xin lại chi gì hả? Mày đi chi? Phần bên ha. À, mình có mua một cái chicken na hen mày tao tiền á. Sáu khoai liu. Một hộp này là 3 đồng 6 đó cả nhà. 3 đồng 6 là cỡ 16-17 ngàn tiền Việt Nam. Nếu chẳng thấy có gì ở chỗ cơ rồi mà, chả bố. Lúc xưa xưa thì chả rồi mà. Giờ hãy ý quên gì ở chỗ rồi, mà. Ngon quá. Ai thích ăn lạc á, thì mua cái loại gà. Ai mà ăn đậm đà là mua cái loại bò. Cái loại bò mình ăn là mình chấm 10 điểm rồi đó. Cái này là phải kêu bằng mì hành mới đúng. Để hành không à? Mì hớ. Quý ông một quý ông. Trời ơi, ăn đợi mà đổ qua đổ lại. Đúng không? Mì thăng xí. Ông nói mình để hành nhiều quá, ông không chịu ăn. Ngon quá. Hay là mình thích ăn loại này. Cái loại này á, chồng mình nói á, đi du lịch đi đâu chơi á, mua cái này mấy hộp để trong giỏ á, ăn là đúng chuẩn luôn, ngon. Đúng rồi. Mình nghĩ cái này mình thiếu giá. Chứ cái rủ cua dù nó có tố giả hầu xưa không? Ngày xưa tao sen thầm hồi mà. Nếu rô phần, dây nã nó nếu rô phần. Thế nào? Chồng mình ha mà ăn ngon ha là anh lã mồ hôi luôn đó. Không mà ngon thiệt nha. Cái gì ngon à? Đi. Nè, 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 giống như công chúa vậy cả nhà. Anh chồng mình ổng mẹo dữ lắm. Ngon. Hết nữa
nước luôn. Lần đầu tiên ăn mì gói, ăn mì mà húp hết nước vậy đó cả nhà biết nó ngon rồi. Với lại thịt bò mình nấu lên á, cái nước bò nó ngọt. Ơi, ngon. Ngon quá. Hai chồng mình ăn mì hành, đúng là mì hành luôn cả nhà. Mì hành, mì hộp, hộp á cả nhà. Mình để vô á. À thì thôi video của Nguyên đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Thì cả nhà có mua ăn á, có mua loại á, mình thấy cái loại này là ăn ngon nhất nè. Ai mà thèm phở bò Việt Nam mình á là mua cái hộp này, không để mì vô, để cộng phở bò vô nha. Là nghe cái mùi vị đó y thịt luôn á. Mình thấy để mì vô ăn cũng ngon đó. Thì thôi video của Nguyên đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ hai chồng Nguyên trong suốt thời gian qua nha. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của hai chồng Nguyên nha. Bye bye. Bye.